Thưa các bạn, đây là dòng sông Đắc Na, Kon Tum. Rồi, tôi và các bạn đang đứng ở trên cái dòng sông Đắc Na. Và đây là cái cầu Đắc La đây thưa các bạn. Bên mé bên kia là một bãi bồi, dân ra trồng trọt cây hoa màu ở đấy, nhưng mà khu vực dưới chắc có lẽ là không cho nghề ở, bởi vì nó sông nước lớn lên là không thể chạy được, cho nên là chỉ để trồng cây thôi. Xa xa bên kia là thành phố Kon Tum đương phát triển sang qua cầu Đắc La. Vâng, trên đây là những cây giống như công viên để nghỉ hơi mát. Thưa các bạn, đây là cầu đấy ạ, cầu Đắc La. Con đường này là đi về thành phố Pleiku đây thưa các bạn. Vâng, mé tôi bên kia đây là cầu Đắc La cũ. Một con cầu này có rất lâu đời rồi, có từ thời ông Trung Mỹ rồi. Bước vào bên trong này là khu vực cửa ngõ của thành phố Kon Tum đây. Một cái cao ốc Vietcombank, cao tới 6-7 tầng. Vâng, tôi và các bạn đang đứng ở cửa ngõ Kon Tum, mé dòng sông Đắc La. Vâng, Vietcombank chiếm hai nơi rất đẹp, tọa lạc ở hai nơi rất đẹp. Bên đây là một cái nhà cao tầng nữa, cũng của Vietcombank thưa các bạn. Các bạn nhìn đây, hai tòa nhà Vietinbank và Vietcombank chiếm hai nơi rất đẹp. Đây vào kia là vào thành phố Kon Tum rồi đấy thưa các bạn. Đây là vườn hoa trong vòng xuyến của cửa ngõ Kon Tum. Một cái vòng xuyến rất thơ mộng, rất đẹp và rất lớn. Đi sâu vào là cửa là Kon Tum rồi đấy. Vâng, trước mặt tôi kia cũng là con đường đi vào nội thành. Vâng, đây là đi về Gia Lai này, thành phố Pleiku này. Trên chiếc xe tải đấy.
Vâng, thành phố Kon Tum bây giờ rất đẹp thưa các bạn. Quá sầm uất luôn. Trước năm 81, thành phố này chỉ có vài cái nhà bằng gỗ đây thôi thưa các bạn. Tôi đã từng đến đây, lèo tèo thưa thớt. Bây giờ rộng cả mấy chục km vuông. Càng đi vào càng sầm uất. Thành phố này không khác gì thành phố Lê Cô đâu, rất lớn, rất rộng. Vâng, không khác với so với các miền đồng bằng đâu. Phát triển rất nhanh từ ngày coi như là cách mạng giải phóng đến nay. Không ngừng phát triển, thành phố nào cũng phát triển. Tôi đã từng đưa các bạn đến Tuy Hòa, Phú Yên, rồi Quy Nhơn, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, chỗ nào cũng phát triển mạnh thưa các bạn. Các bạn ngắm này, con đường nó rộng đến mức tầm cỡ nào, quá rộng luôn. Xe pháo bây giờ quá nhiều, rất nhiều nữa là khác. Vâng, tôi và các bạn đang đứng ở cửa ngõ Kon Tum. Xin thân ái chào các bạn.